Chào tất cả các bạn, hôm nay tạp hóa Tu Tiên đem đến cho các bạn một bộ truyện có tên là Thư viện khoa học kỹ thuật. Chúng ta cùng đến với chương 1. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một tia chớp lướt qua tấm màn mưa, xuyên qua khung cửa sổ trong suốt, chiếu sáng từng giá sách bên trong thư viện. Từng giọt mưa rào đã xua tan đi cái ngột ngạt, oi bức của mùa hè, khiến không gian xung quanh mát mẻ hơn đôi chút. Trần Mạch đi lang thang bên trong thư viện, đôi mắt không ngừng tìm kiếm những cuốn sách ở trên kệ. Khi đi đến góc cua, Trần Mạch đột nhiên cảm thấy mũi mình đau nhói. Một mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi hắn, khiến Trần Mạch có chút choáng váng. Hắn lập tức bịt mũi, lui về sau mấy bước. Lúc này, Trần Mạch mới nhìn rõ người mới đụng vào hắn là một cô gái. Tóc cô đen huyền, buộc thấp đơn giản. Trước trán có hai sợi tóc giống như râu rồng. Đôi mắt cô trong sáng, nhu hòa, nhìn vô cùng dịu dàng, tao nhã. Cô mặc áo phông trắng và quần jean cực ngắn. Đôi chân thon thả trắng mịn lộ ra ngoài không khí, kết hợp với hơi thở hoang dã thoang thoảng khiến người ta nhìn mãi không chán. Có lẽ đây là cô gái xinh đẹp nhất, nhưng đó chắc chắn là cô gái thoải mái nhất mà hắn nhìn thấy. Thanh tú, đây là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Trần Mạch. Hắn thấy mình có chút thất thần, liền bình tĩnh rồi lại nói, xin lỗi. Không sao, cô gái xoa xoa cái trán, cười với Trần Mạch rồi quay đi. Nhìn theo bóng lưng cô gái, Trần Mạch cảm thấy mũi mình có chút đau xót, nhưng mùi hương nhàn nhạt để lại trên chóp mũi khiến hắn không khỏi nhớ về bộ dáng của cô. Trần Mạch cúi đầu tiếp tục nhìn quanh giá sách. Không bao lâu sau, hắn lại thấy cô gái vừa rồi. Hai người mỉm cười rồi đi qua nhau. Mùi thơm nức mũi khiến Trần Mạch không khỏi ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của cô. Âm âm, một tiếng sóng lớn rơi xuống thư viện đi kèm theo những tiếng la hét nho nhỏ. Cô gái cũng bị tiếng sấm đột ngột ngày nào làm cho giật mình. Bóng lưng rung lên mạnh mẽ. Trần Mạch cảm thấy thót tim của hắn bất giác co rút lại. Khi tiếng hét vừa dứt, bên trong kệ sách bên cạnh truyền ra một tiếng động lớn. Trần Mạch nhíu mắt nhìn thấy kệ sách trên đầu cô gái kia đang từ từ rơi xuống. Cẩn thận! Trần Mạch không nói nhiều, lập tức xông về phía cô gái. Rầm! Trần Mạch cảm thấy có thứ gì đó đập vào đầu, hai tay hắn ôm cô gái rồi ngã nhào về phía trước. Hắn lại cảm nhận mùi hương quen thuộc xộc vào chóp mũi của mình một lần nữa. Có người đụng ngã kệ sách, có bạn học đang bị đè bên dưới, mau đến giúp đỡ, mau gọi xe cứu thương. Một cơn đau ở đâu truyền đến bất ngờ, khiến ý thức của Trần Mạch trở nên mơ màng. Trước khi bất tỉnh, hắn nghe thấy giọng nói ồn ào phát ra từ thư viện. Không biết đã qua bao lâu, Trần Mạch mới dần dần khôi phục ý thức. Hắn vừa nhìn lên vừa thấy một cánh cổng màu vàng cao hàng trăm mét. Trên cánh cổng có viết rất nhiều chữ cái, đọc không hiểu. Còn trên cửa chính lại được lấp đầy bởi những ký hiệu dày và đơn giản. Trần Mạch cảm thấy những thứ này rất kỳ quái. Không phải hắn bị kệ sách đập vào đầu sao? Đây là đâu? Quỷ môn quan sao? Quỷ môn quan, cánh cửa đi xuống địa phủ. Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Trần Mạch. Hắn ngơ ngác đứng trước cửa chính. Khi bàn tay Trần Mạch chạm vào cánh cửa, nó đột nhiên mở ra. Bên trong có một luồng ánh sáng màu trắng thoát ra bên ngoài, khiến hắn như bị nhấn chìm trong thứ ánh sáng vô tận này. Sau khi ánh sáng tan hết, Trần Mạch bỗng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Hắn nhìn thấy những giá sách cao hàng trăm mét, sắp xếp thành từng lớp. Phóng tầm mắt nhìn tới cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Bên trong giá sách là những cuốn sách có độ dày mỏng khác nhau đã được xếp ngay ngắn. Nhìn những giá sách cao ngất này, Trần Mạch cảm thấy vô cùng mờ mịt, giống như hắn đang bị lạc vô một thư viện khổng lồ. Đây là đâu? Đây là thư viện ở địa ngục hay thư viện ở thiên đường? Có phải như do mình chết trong thư viện, cho nên bây giờ mình phải xuất viện ở thư viện trên thiên đường đúng không? Trần Mạch đau khổ suy nghĩ. Sau đó hắn lấy lại tinh thần, di chuyển tầm mắt nhìn toàn bộ thư viện khổng lồ này một lượt. Nơi này thật sự rất rộng lớn, ngay cả thư viện của người khổng lồ cũng không lớn như vậy. Có ai không?
Trần Mặc nhẹ giọng lên tiếng, nhưng không hề có tiếng đáp trả. Có ai không? Trần Mặc lấy hết dũng khí, hướng mặt vào thư viện, rồi hét to. Có ai không? Có ai không? Không ai đáp lại, chỉ có tiếng vọng xa dần. Trần Mặc di chuyển tầm mắt đến giữa thư viện, ở đó có một chiếc đàn gỗ bình thường. Bên trên cuốn sách đặt một cuốn sách dày nặng, có bìa màu đỏ sẫm đơn giản. Nếu nhìn kỹ ở phía dưới thì sẽ thấy các công thức, ký hiệu, tổ hợp chữ cái dày đặc được sắp xếp thành những đường nét đậm nhạt phức tạp. Trên bìa sách có dòng tiêu đề được in thiếp vàng: Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Chương 2: Thư lão. Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Trần Mạch do dự một chút, sau đó bắt đầu mở từng trang sách. Bên trong hoàn toàn trống rỗng. Khi Trần Mạch đang muốn tiếp tục khám phá, bỗng có một bức quần sáng ở bên trên thư viện rũ xuống mặt đất. Sau đó có một bóng người xuất hiện từ không gian rộng mở phía sau. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, mặc áo choàng xám, tóc bạc phơ, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt tinh anh cơ trí, miệng đang nở nụ cười, trông vừa nhân hậu vừa tốt bụng, giống như một ông lão hàng xóm thân thiện. Ông lão, xin chào, cho hỏi đây là đâu? Trần Mặc chần chừ một chút rồi hỏi. Trong ông lão không hề giống người xấu. Bên trên không phải đã viết rồi sao, đứa trẻ may mắn. Ông già trả lời, sau đó mỉm cười với Trần Mặc. Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Trần Mặc chỉ vào bìa sách. Đúng vậy, ở đây cất giữ vô số công nghệ phục vụ cho nền văn minh mới, cho nên được gọi là Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Sau khi nói xong, ông lão quay người nhìn những giá sách dài vô tận ở sau lưng. Trần Mặc do dự một chút rồi đi tới đó. Sau khi nhìn thấy tiêu đề bên trên những quyển sách này, trong mắt hắn liền lóe lên một tia khó tin. Cổng lượng tử, siêu hợp kim, chỉnh sửa gen và người nhân tạo, trí tuệ nhân tạo, toán học siêu duy, công nghệ chiết xuất chất chống vật chất, công nghệ sử dụng và ổn định hạt nhân, thuốc khai phá tiềm năng của con người, phương pháp và kỹ thuật đánh thức siêu năng lực. Giá sách cao gần 100 mét, tất cả đều là sách công nghệ ở mọi lĩnh vực, bao gồm các lĩnh vực công nghệ cao như vật lý, hóa học, sinh học, toán học, thông tin, y học và quân sự. Bên trong, mỗi cuốn sách nói về một loại công nghệ. Bất kỳ công nghệ nào hắn nhìn thấy, nếu đưa nó vào đời sống, chắc chắn có thể thâu tóm danh vọng và tiền tài vô lượng trong tầm tay. Thư viện này có bao nhiêu sách công nghệ? Trần Mạch quay đầu nhìn về khoảng không sâu, không thấy điểm cuối của thư viện, trong lòng không ngừng chấn động. Sau khi lấy lại tinh thần, Trần Mạch vươn cao cầm lấy một cuốn sách, trong tay trống rỗng. Hắn bỗng dưng có cảm giác những lá sách này dường như không thuộc về thế giới của mình. Vì vậy, nên hắn không thể nào chạm tới. Trần Mạch thử thêm vài lần nữa, trong tay vẫn trống rỗng. Dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể chạm vào kệ sách trên kệ, cho nên Trần Mạch đành phải nhờ hỏi người đàn ông lớn tuổi khi nãy. Ông lão, là ta nằm mơ sao? Tại sao ta không lấy được mấy quyển sách này? Trần Mạch cười khổ, trước mắt là một tòa kim sơn mà hắn chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chiếm lấy. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này cũng chỉ như thế mà thôi. Chàng trai, ngươi không nằm mơ. Ông lão chỉ vào cuốn sách đỏ sẫm trên bàn. Hãy viết tên mình lên đó. Ngươi sẽ trở thành chủ nhân mới của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Trần Mặc đi đến bàn gỗ, do dự vài giây, sau đó cầm cái bút lông màu đen bên cạnh sách, rồi viết tên mình lên trang tiêu đề. Vừa viết tên xong, bàn tay của hắn lóe lên một vệt sáng ánh vàng, sau đó mờ dần. Trần Mặc. Một giọng nói lớn vang khắp thư viện. Trần Mặc không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, không thấy gì cả. Không cần để ý, thư viện đang xác minh thân phận của ngươi thôi. Ông lão nhìn dáng vẻ của Trần Mặc, cười nói, từ đây về sau, ngươi là chủ nhân của thư viện. Ông vừa nói xong, khuôn mặt Trần Mặc lập tức nở nụ cười. Hắn không ngờ mình lại có duyên đến vậy. Trần Mặc hỏi, ông lão, ta nên gọi ngài cái gì?
Ta là người giám hộ của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Ta không có tên. Ngươi có thể gọi ta là nhân viên quản lý, hoặc ngươi muốn gọi ta thế nào cũng được. Ông lão nhìn Trần Mạch, càng nhìn càng thấy vừa lòng. Như vậy sao được? Ngài vừa là giám hộ nơi đây, chắc chắn ngài đã đọc rất nhiều sách vở, kiến thức vô cùng uyên bác. Sách giống như thư, ta sẽ gọi ngài là thư lão. Ta không ngờ ta cũng có một cái tên. Ông lão cười đắc ý. Tùy ngươi vậy. Thư lão, ta hiện tại là chủ nhân của thư viện, ta có thể lấy sách được không? Trần Mạch nóng lòng đi tới giá sách. Ngươi thử xem. Thư lão bật cười. Trần Mạch vươn người lên kệ sách, nhưng trong tay vẫn trống rỗng. Sắc mặt liền trở nên phiền muộn, hắn vẫn không thể nào lấy được sách. Tại sao ta không thể lấy những cuốn sách này? Cấp thẩm quyền vẫn chưa đủ. Thư lão lắc đầu. Ngươi chỉ vừa mới sở hữu thư viện, cấp thẩm quyền của ngươi đang là thực tập sinh, cho nên không thể lấy những cuốn sách công nghệ cấp cao. Vậy có thể lấy những cuốn sách cấp thấp sao? Trần Mạch lập tức nói ngay trọng điểm. Đúng vậy, vì cấp thẩm quyền của ngươi là thực tập sinh, mỗi tháng ngươi chỉ có thể chọn ngẫu nhiên một cuốn sách ở cấp độ thực tập sinh. Các cấp độ là gì thế? Trong sách có viết. Tự mình nhìn xem. Thư lão chỉ vào cuốn sách đỏ sẫm trên bàn.